Đồ Võ Thành Khuyên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong một video tiếp theo, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn, quý vị và các bạn, một bộ sập thờ chân 24, chất liệu gỗ hương đá, làm theo đơn đàn, theo đơn đặt hàng của anh Quang ở Hoàng Mai, Hà Nội. Vừa hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và mang lên sơn cho anh đây. Anh đặt chúng tôi một cái bàn này, kích thước của nó là dài 2m17, rộng 1m07, cao 1m17, chân 24. Vâng, chất liệu gỗ bằng gỗ hương đá. Tôi quay trực tiếp để quý vị và các bạn tham khảo đây. Và anh đang đứng mé chiếc bàn thờ nha anh đây. Vâng. Đây tôi quay đang quay tại phòng căn phòng nha anh. Vâng. Đây. Đây phòng bằng anh. Này anh sắm bộ thập thờ này, anh sắm thêm một cái bàn cơm này. Vâng, một cái bàn cơm là kích thước của nó là dài 1m27, rộng 61, cao 47, chiếc bàn cơm đây. Vâng. Hàng mai điểu đây. Dạ của nó năm, anh đặt dạ 5 phân. Vâng, dạ 5 phân này. Cái dạ tiền đây, 5 phân. Vâng. Dạ 5 phân. Đây, dạ tiền 5 phân. Và dạ ngang chúng tôi cũng làm 5 phân nhé. Đây, dạ ngang 5 phân, đục 100% bằng tay đấy, chắp khoa hồng lên. Vâng đây, dạ ngang đây. Chúng tôi đã lựa gỗ cẩn thận, làm trần trọ cho anh đặt khuôn mặt 5 phân, khuôn mặt đây 5 phân, ván mặt 2 phân, ván rất dày, ván mặt dày như ván mặt sập. Chúng tôi làm lựa gỗ rất cẩn thận, gỗ rất già dặn, nó vân veo cho anh. Vâng. Hàng để anh sử dụng chiếc bàn thờ an tâm, cúng tổ tiên an tâm. Vâng, và anh đặt thêm bộ cuốn thư câu đối đây. Vâng, à, bộ cuốn thư câu đối, bộ cuốn thư đây dài 1m76, cao 76. Và câu đối đây, đây. Câu đối dài 1m76, cao đây, rộng 28 này, câu đối. Vâng. Cuốn thư là chữ Đức Liêu Quang này. Vâng. Đức Liêu Quang, còn câu đối đây là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Vâng, à, bên đây là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Vâng, chữ Trung, anh thờ chữ Trung này. Vâng. Đây, anh đã đọc bộ cuốn thư cầu đối. Đây. Và anh đặt thêm bộ cái khung ảnh để thờ. Vâng. Anh Quang, anh cũng cho nhận xét về cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên. À, xin chân thành cảm ơn cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 âm lịch, cơ sở đã bàn giao với tôi bộ đồ gỗ Thành Khuyên, chúng tôi rất đồng ý cho đặt như thế nào và cơ sở đã mang đúng như thế cho tôi, cho gia đình. Nên gia đình xin cảm ơn và chúc cơ sở là mang phát đạt và có nhiều khách hàng. Vâng. Vậy cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên cũng chúc anh Quang mạnh khỏe và gia đình mạnh khỏe, làm ăn tiến tới. Vâng, gọi là làm ăn thịnh vượng. Vâng, vậy cuối cùng chúc cơ sở, chúc gia đình an khang thịnh vượng. Vâng, vậy chúng tôi quay để quý vị và các bạn xem đây, bộ cuốn thư câu đối. Vâng, đây. Và chiếc bàn thờ. Vâng, những bộ bàn thờ sập thờ này chúng tôi bán ra ngoài thị trường đã nhiều khách ưa chuộng. Vâng, này cũng quay để anh lên cho anh, nhà anh đây, bàn giao cho anh và quay để quý vị các bạn tham khảo. Vâng, về đồ gỗ Thành Khuyên. Vậy đồ gỗ Thành Khuyên cũng báo cáo với tất cả khách hàng là ai cũng nhu cầu nên số điện thoại 0398949884 hoặc là ngày mộc La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị và khách hàng đã xem theo dõi video clip. Hẹn gặp lại.